Bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp cái sensor vào transmitter này, vào nối nguồn. Chúng ta sẽ nối đo chlorine, đo pH. Dây nối đất, đấu vào cái nối đất của hệ thống. Nếu chúng ta dùng pH, chúng ta đấu pH luôn đây. Còn nếu mà pH ổn định như tôi nói lúc nãy thì các bạn chỉ cần nối riêng với sen chỉ cần sử dụng cái đầu đo clo thôi. Đây tôi sẽ nối luôn cả cái pH vào. Hai dây bòn chúng ta nối đất. Tiếp theo chúng ta sẽ nối nguồn. Nó chỉ hiển thị thôi. Thì các bạn nối theo cái sơ đồ này, cực dương của nguồn sẽ nối vào chân 1, chân 3 và cực âm của nguồn sẽ nối chân 2, chân 4. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cái PLC cho hai kênh đầu ra, chúng ta sẽ nối theo cái sơ đồ bên dưới này. Đấy. Thì cái đây PLC cấp nguồn bên ngoài hoặc là PLC tự cấp nguồn bên trong. Thì chúng ta nối theo một trong hai sơ đồ này. Thì có hai đầu ra loop 1 và loop 2. 420 mA loop 1 loop 2 các bạn sẽ nối vào cái PLC. Ở đây tôi sẽ chỉ lắp cái đầu đo cái transmitter này với nguồn thôi. Tôi sẽ tiến hành bật nguồn. Chờ một lát để cái transmitter nó khởi động. Báo là đầu đo clo được tìm thấy và đầu đo pH được tìm thấy là đang khởi tạo. Sau khi khởi tạo xong thì màn hình hiện lên cái có hai hàng số liệu. Cái phần trên là cái giá trị free clo tự do dạng ppm và cái giá trị pH ở bên dưới theo độ đo cũng như nhiệt độ. Các bạn có thể dùng nút lên xuống để chúng ta xem các thông số khác. Ví dụ như đây là cái tín hiệu thô của đầu đo clo, nó là âm 2,5 nanoampere. Tín hiệu thô pH là cộng 172 mV. Có thông số về giá trị dòng điện đầu ra hiện tại. Như đầu ra số 1 là 4 mA, đầu ra số 2 là 8,65 mA. Cái thông số về cái lần căn chỉnh gần nhất chúng ta có thể sử dụng nút lên xuống để vào menu. Chúng ta sẽ sử ấn enter. Ấn enter nó có hai, nó sẽ hiện lên hai cái, một là cái calip thì chúng ta nhả ra luôn, thì chúng ta sẽ vào calip và thiết bị sẽ hỏi cái key. Còn nếu chúng ta ấn lâu hơn, bỏ qua cái calip, chúng ta vẫn tiếp tục thì sẽ vào cái option và thiết bị cũng đòi cái key code chuẩn là bấm 3 lần lên một lần xuống. Đấy, nó sẽ vào cái option được. Thì nó có thông số về độ tương phản. Các bạn sẽ tùy chỉnh cái độ tương phản theo sau đó save, ấn enter save. Cái tiếp theo là cái kiểu sensor clo thì chúng ta ấn nút sang để chúng ta chọn. Thì nó có cái chúng ta có thể chọn là tùy, chúng ta chọn tùy theo cái sensor chúng ta đang sử dụng là cái free clo hay là total clo hay là cái clo dioxide.
Ở đây chúng ta là chọn cái free crawl. Cái giá trị pH đầu vào thì chúng ta ở đây nếu chúng ta dùng sensor thì chúng ta chọn sensor. Nếu chúng ta không dùng sensor pH thì chúng ta sẽ phải đo cái giá trị pH của cái nước mà chúng ta cần đo clo ấy, chúng ta sẽ đo pH của nó. Sau đó chúng ta sẽ nạp vào đây. Menu. Thì các bạn có thể lựa chọn cái pH của nó là một giá trị mà các bạn đo được, chẳng hạn 6,5 chẳng hạn. Chúng ta ghi lại nhiệt độ, đơn vị nhiệt độ chúng ta chọn độ C hoặc độ F, độ C. Cái giá trị trung bình, tức là nó hiển thị cái chăn meter này hiển thị giá trị trung bình của đầu đo trong một khoảng thời gian, nó sẽ làm cho cái giá trị đo nó được trơn hơn. Nếu chúng ta để ọp thì nó sẽ đo cái giá trị tức thời. Độ chính xác sau dấu phẩy của các giá trị đo. Ở đây chúng ta căn chỉnh lúc 1. Chúng ta sẽ căn chỉnh là cái đầu ra nó, chúng ta đồng hồ chúng ta đo được bao nhiêu chúng ta sẽ căn chỉnh vào đây. Căn chỉnh cái giá trị 4, giá trị 20. Lúc 2 tương tự như vậy chúng ta cũng căn chỉnh. Chúng ta có thể test cái đầu ra một bằng cái đồng hồ chẳng hạn, chúng ta test đây chúng ta đặt một cái giá trị miliampere nào đó, xong chúng ta sẽ đo đồng hồ xem nó đúng không. Chúng ta cũng có thể test cái đầu ra số 2 tương tự như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ test cái dơ le số 1. Chúng ta có thể đặt on. Đấy, các bạn thấy nó ra dơ le hoạt động và sáng đấy. Test dơ le số 2. Read sensor data. Trong cái sensor chlorine này nó có tích hợp một cái con microchip, nó lưu giữ những cái thông số của cái đầu đo. Thì bình thường thì nhà máy họ để nâu. Đấy, khi mà tức là nâu thì chúng ta sẽ không không thấy những cái thông số về đầu đo ở trong option này. Nếu chúng ta để yes thì chúng ta sẽ thấy những cái thông số khác. Đây là cái số seri của cái sensor clo. Cái thứ hai là cái model, cái kiểu đầu đo là 2630 và giải đo là 2 ppm. Tiếp theo là các giá trị calip tại nhà máy. Họ zero, họ calip điểm 0 là 0 ppm tương ứng với trừ 2 nanoampere. Calip cái điểm in process 1,6 ppm tương ứng với cộng 58,6 nanoampere. Nhiệt độ tại thời điểm calip 23,7 độ. Đây tất cả những cái này là những cái thông số này là thông số đã calip tại nhà máy họ nạp vào đây. Độ pH khi calip là 7,13 pH. Chỉnh nhiệt độ nhiệt độ offset 0,9 độ. Đấy, thời gian đã sử dụng, nhiệt độ cấp thấp nhất, cấp cao nhất. Cái vừa rồi là các giá trị thông số đọc từ đầu đo. Thì nếu không muốn cho người khác xem thì chúng ta có thể off cái thông số, off cái này đi. Chúng ta chọn no thì nó sẽ không đọc cái thông số. Để cái transmitter này hoạt động, trước khi calip thì các bạn cần phải làm cái thao tác là khi lắp
cái sensor vào fitting và đường ống trích mẫu. Chúng ta sẽ phải chạy gọi là conditioning, là chạy điều hòa cái đầu đo này. Chúng ta sẽ cho cái nước mà chúng ta có clo mà chúng ta cần đo qua cái đường ống này để chạy điều hòa. Mục đích để cho cái nước mà có cờ cái phân tử clo tự do nó thẩm thấu qua cái màng, nó phản ứng với cả cái dung dịch điện phân bên trong. Nếu mà đầu đo mới thì chúng ta cần tối thiểu là chúng ta cần 4 tiếng, khoảng 4 4 4 tiếng để cho quá trình chạy điều hòa này. Trong quá trình chạy điều hòa thì các bạn sẽ phải nối cái sensor này với transmitter và nối với nguồn như thế này. Thì trong quá trình chạy điều hòa thì các giá trị nanoampere nó sẽ nhảy tương ứng với cả cái mức clo đi qua. Còn nếu đầu đo mà thay dung dịch điện phân hoặc là thay màng thì chúng ta cũng phải cần chạy điều hòa, nhưng mà thời gian nó ngắn hơn, khoảng 2 tiếng. Chúng ta không được calip ngay sau khi mà lắp cái đầu đo. Sau khi chạy điều hòa, đầu đo mới là 4 tiếng. Và đầu đo nếu mà đầu đo thay dung dịch điện phân thay màng thì khoảng 2 tiếng. Thì chúng ta sẽ tiến hành calip. Calip thì chúng ta sẽ vào menu calip. Chúng ta nạp key code 3 lên 1 xuống. Trước hết chúng ta chọn cái đơn vị clo. Đó là ppm hoặc là miligam trên lít. Enter. Chúng ta sẽ calip. Tiếp theo là calip cái điểm 0. Chúng ta sẽ phải có một cái cốc cốc nước mà không có clo, clo bằng 0. Thì chúng ta sẽ tháo cái đầu đo này ra. Chúng ta nhúng vào cái cốc. Chúng ta nhúng vào cái cốc nước không có clo để cho cái đầu đo này ổn định trong vòng khoảng tầm 30 giây. Thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị nanoampere nó nhảy bao nhiêu. Nó này khi nào nó ổn định khoảng 30 giây thì bạn sẽ ấn Enter để lấy điểm 0. Sau khi lấy điểm 0 xong, chúng ta chọn xuống, chúng ta lại cắm cái đầu đo này vào trong chúng ta lại cắm đầu đo vào trong đường ống và cho nước có clo chúng ta cần đo đi qua. Khi mà nước có clo đi qua ấy, thì cái giá trị nanoampere nó sẽ 0,2 nữa, mà nó sẽ là một cái số nào đó nanoampere, giá trị dương. Đấy, các bạn sẽ để nó ổn định trong khoảng 30 giây. Nước chảy qua 30 giây. Và từ cái đầu ra xả mẫu thì các bạn sẽ lấy cái dung dịch đó, cái nước có clo đó. Các bạn sẽ sử dụng một cái thiết bị đo kiểu so màu. Nếu mà nhà máy có phòng thí nghiệm, chúng ta có thể lấy cái họ họ đo được cái dung dịch clo đó là bao nhiêu. Thì giá trị clo đo được chúng ta sẽ nạp vào cái transmitter ở đây. Nó sẽ có cái giá trị clo đo được và cái giá trị nanoampere tương ứng. Các bạn lưu ý là phải cái giá trị nó chênh lệch cái giá trị nanoampere hoặc là ppm nó phải chênh lệch so với cả cái điểm chúng ta lấy không đấy, một con số đủ lớn thì cái quá trình calip mới hoàn thành. Sau khi calip cái clo xong, chúng ta sẽ tiến hành calip cái nhiệt độ, đo được cái nhiệt độ cần chính xác, cái nhiệt độ nước thì chúng ta có thể đo nhiệt độ nước xong chúng ta nạp vào đây. Hoặc là trong này nên là chúng ta có thể là cái reset cái clo về về cái mặc định của nhà máy, calip của nhà máy. Chúng ta có thể chọn cái loop nguồn cho cái đầu ra này là cái gì? Nguồn tín hiệu.
giải tương ứng với 4 đến 20 là bao nhiêu. Ví dụ đây từ 0 đến 5, các bạn có thể tùy chọn đặt từ 0 đến 2 hoặc từ 0 đến 4 hoặc từ 0 đến 3. Đầu ra 420 thứ hai chúng ta có thể chọn đây là cái pH hoặc là clo tiếp. Đó là pH cũng giải đo cũng giải 420 là bao nhiêu pH từ 0 đến 14. Chúng ta đặt các chế độ cho các dơ le. Dơ le số 1 chúng ta có thể đặt low 2 hoặc là window hoặc là sung. Bạn cũng có thể đặt tương tự, các bạn đặt chế độ cho dơ le 2. Chúng ta có thể đặt cái ngày chúng ta cắt clip để chúng ta dễ theo dõi. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cái thiết bị đo clo tự do của GF, cũng như là cách lắp đặt, cài đặt, chuẩn bị đầu đo, cài đặt calip. Thì các đầu đo khác như là clo dioxide thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Chúc các bạn thành công. Xin chào và xin hẹn gặp lại.